Hello anh em, mình là Thắng đây. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến anh em một cái dự án là Restore House. Restore House này cái dự án mới mới qua cái trang web thì anh em có thể nhìn thấy cái dự án này là ITO. Cái dự án thấy khá là ok đó anh em. Thì để tìm hiểu thông qua cái dự án này chúng ta cần phải dịch cái trang web này để tìm hiểu rõ hơn. Đó là một hồ bơi khai thác tài sản đầu tiên trên thế giới với hai skills. Chúng tôi cung cấp cho người dùng một cách phi tập trung để tham gia vào cái lợi nhuận cho thuê ngắn hạn thông qua cái token station. Thì các bạn có thể xem thêm để hiểu rõ hơn về cái dự án này, đó là list show, thời gian đó là thời gian live này, mất thời gian đó tổng quan về cái dự án phân phối mẹ thông báo. Phân phối này thì được phân phối dựa theo cái ITO và cái IEO. Mẹ thông báo này thì cho thuê là một bài thông báo giảm phát được cung cấp bởi thu nhập cho thuê tài sản ngắn hạn được tạo ra thông qua cái nền tảng như booking.com, Homestay. Người dùng thì có thể tham gia cung cấp mã thông báo ban đầu thông qua cái trang web của chúng tôi được hỗ trợ bắt đầu vào ngày 2 tháng 4 này năm 2020 này bắt đầu cung cấp này. Hồ bơi tài sản này, hiện tại đó là danh sách các tài sản hiện tại được sở hữu trên Hydro Chip và các địa điểm. LNH là gì? Là một cái mã thông báo cho thuê. LNH là mã thông báo giảm phát được thiết kế dựa trên cái để tăng giá trị của một cách nhóc bán theo thời gian cho thuê nhằm mục đích là nổi lên như là người dẫn đầu thị trường. Giá trị mua hiện tại đó cho bạn có thể tham khảo này. LNH Prime này nó được làm việc như thế nào? Thì người dùng có thể tham gia vào cung cấp mã thông báo ban đầu thông qua cái trang web của chúng tôi, có thể trao đổi thì được hỗ trợ đầu tư cho thuê bất động sản, cho thuê đạt được thành công bằng cách sử dụng cái công nghệ và các hệ thống độc đáo của chúng tôi. Của các căn hộ cho thuê ngắn hạn và lợi nhuận từ các LNH này là có thể mua và đốt mạnh mẽ được thiết kế tăng giá theo thời gian và tạo ra cái giảm phát. Danh mục các đầu tư bất động sản đó là các danh mục đầu tư bất động sản Self Catering Biz. Tại sao thì chúng ta cần phải đầu tư vào cái list hold token này? Và cái token này đó là muốn đầu tư vào thì chúng ta cần phải tìm hiểu vì sao nó hoạt động như thế nào. Vì đó là cái sự đo, token này mang đến cái sự bền vững và cái tính minh bạch bảo vệ một cách bảo mật cao. Nó bảo hành đó là mà thông báo này được giám đốc sẽ được bị khó. Của giám đốc sẽ được khó trong vòng 5 năm bằng cái hợp đồng thông minh đảm bảo cái dự án này được xây dựng chính xác và hoạt động như dự định. Và cho thuê lộ trình đó là LH giá trị và tăng trưởng. Danh mục tài sản là rất quan trọng, chính sách được mua lại và đốt của LNH sẽ bắt đầu khi 80% mua lại trong năm đầu tiên và sự thay đổi dần dần để mở rộng cái danh mục đầu tư bất động sản cùng một lúc. Năm thứ ba sẽ là năm cuối cùng để mua lại và mở rộng cái thay đổi này. Cung cấp mã thông báo ban đầu, những cộng sự đó là booking.com, đối tác cộng sự của cái listhold này đó là còn có booking.com là một trong những cái partner, cái quản lý về các đặt rất hệ thống rất là hot hiện nay. Rồi còn có là 2-3 cái partner nữa. Ok, video tổng quan về cái dự án Lixo này đó là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo và có thể mình sẽ làm những video cập nhật về dự án này.